Hi, và mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trendly Gamer cùng tựa game Lockroot. Trong video lần này thì tụi mình sẽ quyết định triệu hồi con boss để đánh ha. Thì con boss này á, thì máu nó khá là giấy các bạn ha. Nên là đánh cũng cẩn thận xíu để đồng đội không đủ đam. Chừng tầm một người vẫn solo tốt chán như thường thì triệu hồi cũng đã ra rồi đây. Chính là hắn ta, ôi cha, trời đất ơi. Vừa mới vào giác lưỡi hái dí chém dữ à. Chém ghê thì chứ bạn. Lại định chụp có bôi hình thôi mà quýnh cái trợ. Quýnh lên bờ xuống ruộng luôn. Bây giờ là tụi mình chỉ mới triệu hồi ra thôi. Nên là bây giờ nghiên cứu. Bắt đầu nghiên cứu mà nghiên cứu ra nông nổi vậy luôn đó các bạn. Nghiên cứu sao tan xương nát thịt luôn rồi. Trời đất ơi. Trời ủi mấy người chơi khác vào tường kìa. Boss nỉnh gòn, chán sống rồi. Chờ bác tô lên là tụi mình sẽ tận đó ha. Trời cút, ai hả? Ngặt phí các bạn ư, nghiên cứu boss cổ tí nữa lên bờ xuống ruộng rồi. Bác tô vô nghiên cứu nữa. Đừng có nghiên cứu đến nổi mà ra nông nổi như lúc nãy nha bác tô. Đập rồi. Vậy thì mình cũng ra tay luôn chứ chờ đợi gì nữa. Ủa rồi, con boss đâu? Ủa đâu rồi ta? Rất là nhiều người sử dụng trái Như Lai Phật Tổ như thế này thì cũng khó mà kiếm được boss á. Thằng con gì vậy? Thằng boss mạnh vậy? Cư! Thằng con nó chém mình kìa. Thuộc máu như điên luôn. Cư! Con boss này không được rồi. Chưa Ali. Mình cảm thấy nó sai. Tại sao mà rất là nhiều người mà con boss nó canh đập của một mình là sao? Nào ngờ. Chưa Ali với bạn Bin đấm mình ỉa không? Không sao, ok rồi, tốt rồi. Nhưng mà máu còn vậy sao chơi trời. Ở tư trừ cũng thẳng mà chơi thôi. Ủa nó đâu rồi ta? Bật Haki quan sát mình cũng thấy đâu hết rồi. Gì mà một nụi vậy nè. Một hai trái Hito còn có thể nhìn thấy được. Toàn là Hito không. Nhưng mà từ khi có trái Hito này á thì đánh boss dễ các bạn ơi. Boss càng ngày càng dễ dàng ha. Những cái boss đào mà có độ khó cực kỳ cao thì sử dụng năng lực trái quỷ bình thường bé nhỏ bên dưới như thế này á, không được thì mình biến bự lên. Giờ mình thì biến nhỏ xuống, tất cả đồng đội biến nhỏ rồi, biến nhỏ chơi cho vui. Nhìn mặt con boss coi anh xài chiêu gì, trời con quýnh kìa. Quýnh leader ôm tường luôn. HV lại nghiên cứu đây hả? Nó nghiên cứu cho cái lóc vô bờ tường đó nghiên cứu. Mà con boss này nhịn phế quá các bạn. Phế y chang, hát phế vậy. Phế cực kỳ phế luôn á. Nhưng mà tại vì á, mình ăn trái Hito thì mình nói vậy, chứ xuống đánh 1-1 với nó thì cũng không nói trước được điều gì rồi nha. Rồi giờ vô tấp luôn nè. Tấp đến khi nào mà nó lên bụi lên sình thôi. Xong rồi. Không chịu gì nổi nữa. Xong, kết thúc. Cừ. Trước khi kết thúc còn cho thêm vố lóc ha. Lấy lúa lụm. Chả có gì hết. Hình như là cái nón đó là lúc nào á các bạn triệu hồn con boss ra, các bạn đánh đủ đam con boss đầu tiên thì đều có hết ha. Nếu bạn nào may mắn. Ý, hắc với được cái lưỡi hái kìa bạn. Vừa mới nói may mắn cái quay qua thấy hắc với được cái lưỡi hái, trời đất ơi. Này là thông đồng với admin rồi, không thể nào tin nổi. Hắc phế mới nhảy vô đánh con boss được lưỡi hái là sao ta? Chuyện kỳ lạ gì vậy? Ui, giác kìa mình lỡ rồi. Ây da, đau lòng nha. Thôi, đi. Để dí theo khịa các bạn. À quên cái vụ cái nón ha. Đây. Chính là cái nón này. Thì cái nón này các bạn đánh từ cái con boss rai ra ha. Khi các bạn triệu hồi thì sẽ hỗ trợ các bạn là 5% defense khi mà các bạn chịu các đòn đánh ha. 5% tất cả các đòn đánh. 5% hồi máu và stamina, thêm 500 energy và 500 máu, vậy thôi. Rồi tiếp tục đánh tiếp một con boss tiếp theo nha. Thì với một cái lực lượng hải hùng như thế này thì con boss này coi như là xong rồi các bạn ơi. Không có chịu nổi đâu. Ủa kìa. Ủa sao mình không đủ đam là sao? Cư. Chuyện gì thế? Đứng múa vần vần cái không đủ đam rồi xong bắt tô reset luôn. Không sao. Ra farm xương kiếm cục lửa triệu hồi boss đánh tiếp các bạn ơi.
Mình bây giờ mình sẽ vô mình đổi ra. Tức quá rồi, mình còn dư một mớ xương trong ngừ, đi farm gì nữa. Đây, mình sẽ bấm đây để mình random, ngẫu nhiên. Ủa, ở trển mà tự nhiên bấm quỷ làm chi. Đây, bắt đầu. Lấy lúa liền. Trời ơi, cái quỷ kia chỉ là cái kế hoạch của mình thôi các bạn à. Để mình lấy cái cục lửa này nhanh gọn lẹ nè. Đó, bây giờ có. Rồi, thì làm gì các bạn? Triệu hồi boss thôi. Bây giờ chờ đồng đội của mình vào ha. Reset xong các kiểu đi, mất tiêu hết trơn hết trọi. Giờ kêu vô. Vô thì được bác Tô, Diêu Hoài Nam ha. Rồi thêm leader nữa. Hạt phế. Hạt phế không có đây. Chắc hạt phế đi quay clip rồi. Thôi không sao. Tại ta có lưỡng hái rồi, ta cũng đâu có cần đến các bạn. Triệu hồi xong rồi thì cứ việc là lên trên và đập nó thôi. Con boss là mình thấy là sắp re-die rồi đó. Mình và đồng đội lên trên đây đập một giây quất một dãy nữa mà sao không rống. Đây, lại. Nhưng mà không phải cái lưỡng hái, cũng là cái nón đó. Chán thiệt luôn chứ. Mình farm mastery lên đến 600 của Long Trảo Thủ. Chắc chưa lấy được cái hái qua. Quá đau khổ, không sao, tiếp tục. Đây, một con boss tiếp theo do đồng đội triệu hồi ra ha. Thì chỉ việc là đánh nó lên bờ xuống ruộng thôi. Cái chuyện khá là dễ dàng. Mình không tin á, ngày hôm nay mình đánh chục con không ra á. Không chục thì cũng hai chục. Tại vì các bạn cũng biết là farm xương khá là dễ dàng. Ở trong một server, một người farm tầm 10 đến 15 phút là có thể có được từ 500 đến 600 xương rồi. Nên là cái chuyện đổi ra được cái cục triệu hồi boss thì khá là đơn giản ha. Thì đồng đội chừng 5 người thôi là đánh thoải mái luôn rồi các bạn. Cứ tập trung nhau farm tầm 15 phút rồi sau đó là chạy đi đổi. Thế nào cũng lòi ra thôi. Ê, mình thấy có hiện tượng lạ này á. Leader có cái lưỡi hái luôn rồi. Trời ơi. Ôi đi farm xương tiếp các bạn ơi. Đổi tiếp tục thôi nào. Đây, có được một mớ xương là lại đây là mình đổi liền. Rồi xong rồi đó. Rớt rồi. Còn 150. Lấy lụm. Ủa trác quỷ vô anh thằng thổi bữa bạn nó phun nít. Còn lại 100 xương đổi luôn ha. Tự sao mà nó ra tiền không vậy trời. Phát nữa lụm. Lụm cái ít 2 kinh nghiệm 10 phút. Được trái phun nít. Thôi. Vậy rất trái châu gì này vô các bạn ơi. Cất rồi qua tiếp tục farm xương. Đánh tiếp. Có người triệu hồi là mình bập tiếp các bạn ơi. Bập chừng nào mà cho nó lòi ra cây hái thì thôi. Đã mình quyết định là ngày hôm nay dù farm 40-50 con cũng phải farm cho ra được cây lưỡi hái. Và xem bộ hơi khó nha. Đồng đội của mình thì gần như là có hết rồi. Không, cũng còn nhiều chứ. Cũng còn nhiều. Bắt tô chưa có nè. Để coi. Coi ai có không. Chứ mình thấy là mình trớt bắp rồi đó. Trời ơi, vừa mới nói bắt tô có luôn rồi. Sao cái miệng quạ vậy. Sao mình không nói mình có. Mình kiếm bắt tô có. Trời ơi, có hết luôn rồi. Còn mình với bạn pin chưa có luôn. Ơi, sao ai cũng có hết vậy. Lưỡi hái này hàng gì mà sao mà dễ farm ra thế. Ôi đi khịa mình thôi, chạy. Bây giờ quýnh tiếp nè ha. Trời ơi, quá đau khổ. Trong server giờ vắng tanh luôn. Còn có mình, bạn pin và leader dân gaming phụ giúp thôi. Dân gaming thì đã triệu hồi con boss này ra. Mình chỉ việc là đánh thôi. Các bạn cũng có thể vào đánh boss cho đủ cái lượng đam để các bạn nhận xương nha. Tại vì một con boss là cho từ 40 xương cho đến 45 xương á. Đánh xong là mình có thể farm thêm vài ba con quái nữa. Rồi tiếp tục lại mua random ngẫu nhiên. Thì may mắn ra rồi cục lửa sao các bạn. Tôi triệu hồi đánh tiếp. Nhưng mà mong lần này là mình sở hữu cây hái đi chứ mình quá mệt mỏi rồi. Giờ còn có mình với bạn pin. Bạn pin thì không có X2 á. Nhưng mà ra chắc đau lòng mình nha. Mình thì mua X2 rớp rồi các bạn. Mà sao kỳ vậy ta. Đánh quá trời quá đất luôn mà nó lại không lòi ra cái hái là sao. Cũng 5-6 con, 7-8 con rồi chứ. Chẳng lẽ là cái trái thần thoại Yoan Tori lúc nãy là chiếm hết nhân phẩm của mình rồi.
Mình ít khi nào mà mình random á, mà anh ra cái trái đó lắm nha bạn. Mà không biết sao mà lại lòi ra. Chắc hút hết. Ôi, 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 ôi. Không, 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 lòi ra rồi, lùi ra rồi. Được lắm, đây rồi. Lưỡi hải tử thần. Đồ gì mà sao mà nó quý, nó hiếm dữ người ta. Chắc cái này phải về rương coi thử. Nhưng mà cũng đã có rồi. Được đấy. Tốt rồi. Trời ơi, rủa nãy giờ mình rủa quá trời quá đất luôn mới nồi ra cho mình. Ủa, nhìn cái lưỡi hái nó cũng đẹp lắm á nha các bạn. Chứ không có xấu gì đâu. Nhìn chất lắm luôn á. Mà chém rất là lẹ nữa. Ở đây bây giờ mình quay về coi lưỡi hái này hàng gì ha. Dôm dôm gần gần coi nhìn đẹp lắm nè các bạn ơi. Đâu. Bây giờ chủ yếu của mình đó là coi là nó legend hay là mythical hay là epic. Trời ơi. Ui. Mythical luôn các bạn. Hạng đỉnh nhất ở trong Lost Road luôn. Wow 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 wow. Đỉnh đây. Nhưng mà chắc video mình thấy cũng khá là dài rồi. Không có farm để review cho các bạn xem. Thôi chắc mình nghĩ là ở video lần sau đi nha. Còn video lần này thì mình xin phép mấy bạn là tạm dừng tại đây ha. Thì công sức của mình cũng đã được đền đáp rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình trong ngày hôm nay. Và hẹn gặp các bạn trong video sau. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại.